Con đường tử thần ở Chasovja Quang Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, gia tiếp tục lặp lại kịch bản ở Bắc Mút và Adipka Thời gian của quân Ukraine tại đây chỉ còn được tính theo từng ngày Trong khi đó, những bước leo thang mới ở miền Bắc Kharkov của phương Tây thì hóa ra chỉ là đòn gió Mang nhiều tính chính trị hơn là hiệu quả trên thực địa và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong video ngày hôm nay. Con đường tử thần ở Chasovja, Kiev mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến thương vong nặng nề. Thị trấn Chasovja trong mấy ngày qua đang trở thành chảo lửa khi mà các đơn vị chiến đấu của Nga đẩy mạnh tấn công ở sườn phía Bắc. Chiến thuật bao vây này tương tự như chiến dịch tấn công ở Adipka. Nga đang siết chặt thòng lọng bởi hai cánh quân gồm có lữ đoàn 200 ở sườn phía Bắc và lữ đoàn dù ở sườn phía Nam. Những tiến bộ đáng kể tại mặt trận này có được là sau khi Kiev rút một số đơn vị để ứng cứu Kharkov. Và để thu hẹp được khoảng cách cũng như là ngăn chặn đà sụp đổ tại Chasovya, thì Kiev đã vội vã chuyển những tân binh chưa hề có sự chuẩn bị tới đây để chiến đấu. Họ được bổ sung cho các đơn vị của Lữ đoàn 12, 93, 95 và 110. Đây là những đơn vị mà trước đây đã từng có chiến binh đầu hàng hàng loạt gần Ocholaitino. Sự bổ sung nhân sự này cũng không thể cứu vãn được tình hình khi mà Nga đã thọc sâu được vào khu vực giữa Ivanovka và Boranovka để tiến sát tới ngoại ô tiểu khu Novi. Để ngăn cản quân Nga thì Ukraine đã sử dụng đạn giải mìn từ xa RAAM tại các đường mòn xung quanh thị trấn. Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật, những quả mìn này lại được giải lấn sang cả các tuyến đường tiếp tế của chính quân đồn chủ Ukraine ở phía Tây và phía Nam tiểu khu Kana. Điều này đã gây ra thương vong cũng như thiệt hại đáng kể cho các phương tiện vận tải của quân phòng thủ. Không những thế thì lực lượng Kiev còn phải hứng chịu hỏa lực cũng như bị các bãi mìn do phía đối phương tạo ra bao vây. Cảnh quay này cũng đã ghi lại được con đường tử thần ở phía tây tiểu khu Kana mà lực lượng Ukraine cần phải vượt qua. Chiếc xe bọc thép Mark Pro chở binh sĩ Ukraine không chỉ phải chạy trốn dưới hỏa lực của Nga mà còn phải lao qua xác của những chiếc xe bọc thép NATO từng bị lính Nga phá hủy. Cùng với đó thì các tuyến tiếp tế của Ukraine ở phía sau đang bị Nga khống chế bởi hệ thống giải mìn từ xa. Các bãi mìn này không chỉ làm gián đoạn nguồn tiếp tế cho Chasovya mà còn khiến cho việc rút lui của Ukraine trở nên phức tạp hơn. Quân đội Ukraine đã chia thị trấn Chasovya thành 3 khu vực phòng thủ. Đầu tiên, tại khu vực tiểu khu Kana, nó có thể sẽ bị bỏ rơi khi mà các đơn vị chiến đấu của Nga tiếp cận từ phía Bắc và phía Nam. Tuyến thứ hai là tiểu khu Novi, hiện tại là tuyến phòng thủ chính của Kiev Tuyến thứ ba là tuyến dự phòng và đây là khu vực nhà máy sản xuất vật liệu chống cháy. Và có khả năng thì quân phòng thủ Ukraine cũng sẽ rút lui về đó sau khi Nga tiến được vào khu vực trung tâm thị trấn. Trong khi Chasovya dự báo sẽ sớm thất thủ thì người Nga đã có được bước phát triển mới tại Kharkov khi mà cụm quân miền Bắc của họ đã phá vỡ được hàng phòng thủ của Ukraine tại Volchansk và tiến vào khu dân cư cao tầng với độ sâu 450 m theo hướng Lipsy thì Ukraine đã cố gắng phản công với lực lượng lên tới hai trung đội nhưng mà đã bị đẩy lùi về vị trí ban đầu. Thiệt hại của Kiev trong vòng 24 giờ qua là khá nặng nề. Tổn thất lớn về binh sĩ và nhiều trang thiết bị đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, gồm có xe tăng, tên lửa phòng không, pháo tự hành, tổ hợp tác chiến điện tử, pháo cối cùng với các loại phương tiện cơ giới khác. Có thể nói rằng tình hình của Ukraine ở Vojansk đang càng ngày càng trở nên nguy cấp do tổn thất nặng nề mà Kiev được cho là sẽ tiếp tục điều chuyển thêm quân dự bị tới chiến trường phía Bắc này. Còn tại Adivka và Danyet thì Nga tiếp tục đài chiến thắng của mình. Trong 3 ngày qua thì quân đội Nga đã đạt được những bước tiến mới ở phía Tây của Smenivka và Tây Bắc của Olivka, cũng như ở phía Bắc và Đông Nam của Novo -Pokovsky. Ngoài ra, Nga bắt đầu tiến về phía Bắc hồ chứa Kalovsky từ Netailovo. Kênh Avivoenko cho biết rằng tại ngã ba Zaporozhye và Danyas, Nga sau khi tấn công Staromarsky và Urozhene thì họ đã giành được chỗ đứng ở phía tây của Staromarsky Tiến vào khu vực trung tâm và phía bắc của ngôi làng trên một khu vực rộng tới 2km và sâu 700m Đồng thời tiếp tục từng bước đẩy lùi đối phương Ngoài ra Nga cũng có bước đột phá mãnh liệt ở Novo-Mikhailovka Và đã thực hiện được một số bước tiến nhỏ theo hướng Polkovsky cũng như là ở Robotyne Tiểu chung lại là trong vài ngày qua thì lực lượng Nga đã giành được nhiều lãnh thổ và mở rộng được quyền kiểm soát về mọi hướng. Tất nhiên, bối cảnh này cũng dẫn đến những bước leo thang nguy hiểm từ phương Tây khi họ tỏ ra lo sợ trước viễn cảnh mặt trận Ukraine sụp đổ. Nga, NATO, khúc rẽ leo thang cực kỳ nguy hiểm Cuộc chiến ủy nhiệm của NATO với Nga đang ở một bước ngoặt khác và được cho là nguy hiểm nhất từ trước đến nay khi mà chiến trường đang dịch chuyển mạnh mẽ sang lãnh thổ Nga. Điều này là chưa từng có tiền lệ, ngay cả trong chiến tranh lạnh, và việc diễn ra như thế nào sẽ là một sự kiện quan trọng trong nền chính trị thế kỷ 21. Có 3 vấn đề mà chúng ta cần phải xác định ở đây. Thứ nhất là chiến lược sắp tới của NATO sẽ phải thay đổi dựa trên nhận thức là không có chuyện Nga bị đánh bại ở Ukraine. Nào. Thứ hai, cuộc khủng hoảng hiến pháp ở Kiev với nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn vào ngày 21 tháng 5. Và vấn đề thứ ba có liên quan đến tất cả những điều này. Đó là ý định của người Nga trước hai vấn đề trên là như thế nào. Chắc chắn là NATO và EU thì đang điều chỉnh lại chiến lược của họ, trong khi Nga vẫn hy vọng sẽ đi trước phương Tây một bước, giống như là ông Putin đã từng nói. Nga không quan tâm đến việc leo thang bởi vì nước này đang thực hiện tốt những bước trong cuộc chiến tiểu hào của mình. Politico đưa tin vào hôm 30 tháng 5 rằng chính quyền của ông Biden đã lặng lẽ cho phép Ukraine tấn công vào bên trong Nga nhưng chỉ là gần khu vực Kharkiv. Các loại vũ khí được sử dụng chỉ gồm có pháo binh và pháo phản lực bắn loạt HIMARS, có nghĩa là tầm bắn tối đa chỉ là 80 km. Đức cũng đã cho phép Ukraine sử dụng pháo tự hành Panzer Haubitz 2000 và pháo tự hành mas 2 MRLS, tương tự như là HIMARS. Đồng thời, Đức cho phép tấn công cách biên giới không quá 40 km và chỉ nhắm mục đích là phòng thủ khu vực Kharkov. Có nghĩa là cả Washington và Berlin hiện tại đều đang quy định rằng Kiev chỉ được phép tấn công vào các vùng lãnh thổ gần biên giới Ukraine, nơi mà người Nga đang phát động cuộc tấn công theo hướng Volchansk và Lipsy. Tương tự, việc sử dụng vũ khí phương Tây cũng sẽ được áp dụng cho bất kỳ một khu vực nào ở biên giới Ukraine và Nga, nơi mà quân đội Nga dự định sẽ tiến hành các cuộc tấn công sắp tới, nhiều khả năng là ở vùng Sumy. Tờ Politico cũng cho biết thêm rằng việc sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga vẫn không hề thay đổi, tức là Mỹ vẫn cấm Phản ứng của Kiev trước sự cho phép giới hạn này là khá trái chiều. Một mặt thì Tổng thống Zelensky hoàn ngành quyết định, nhưng mà mặt khác thì vẫn tỏ ra không hài lòng với ông Biden, bởi vì không cho phép sử dụng tên lửa ATACMS có tầm bắn 300 km để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì theo quan điểm của phía Nga, lệnh cấm này cũng có ý nghĩa khá thực chất, bởi vì nó là lần đầu tiên Mỹ cho phép một chủ thể tấn công lãnh thổ có chủ quyền của Nga. Phản ứng của Điện Kremlin sẽ gia tăng cấp đôi. Tổng thống Putin đã phản ứng một cách mạnh mẽ trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng sự leo thang không ngừng nghỉ này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, rằng các quốc gia nhỏ ở châu Âu nên nhớ rằng nước của họ là những quốc gia nhỏ và đông dân. Đây là một yếu tố cần phải cân nhắc trước khi họ bắt đầu nói về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng các nước NATO đã chấp thuận việc tấn công nước Nga bằng vũ khí phương Tây thì nên biết rằng tất cả các thiết bị quân sự và chuyên gia của họ chiến đấu chống lại chúng tôi sẽ bị phá hủy cả trên lãnh thổ Ukraine cũ và lãnh thổ của các quốc gia khác nếu như các cuộc tấn công được thực hiện từ đó nhắm vào Nga. Chưa hết thì ông Medvedev còn nhấn mạnh thêm nếu như phương Tây cứ tiếp diễn leo thang như thế này thì nhiều khả năng khu vực vùng đệm an ninh mà Nga đang tạo ra có thể không chỉ bao gồm ở Ukraine mà còn mở rộng đến tận biên giới Ba Lan hoặc thậm chí là bên trong Ba Lan. Giới quan sát nhận định rằng nhiều khả năng việc chính quyền ông Biden bật đèn xanh cho phép Kiev tấn công hạn chế vùng biên giới Nga là để giữ được bầu không khí đoàn kết trong khối liên minh quân sự. Khi mà hội nghị thượng đỉnh NATO chuẩn bị khai mạc ở Washington vào tháng 7 tới. Thêm nữa, chính quyền ông Biden có thể còn tính toán rằng việc khơi dậy căng thẳng với Nga để ủng hộ Ukraine vẫn sẽ tốt hơn là ủng hộ Israel. Lưu ý là Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hagenby vào hôm 29 tháng 5 tuyên bố rằng Israel sẽ không kết thúc chiến tranh chỉ để đạt được thỏa thuận giải cứu tất cả con tin và dự kiến là sẽ còn thêm 7 tháng giao tranh nữa ở Gaza. Có nghĩa là Israel dự kiến sẽ kéo dài chiến tranh đến hết năm nay để xóa sổ nhóm Hamas ở thành phố Rafah, miền nam Gaza. Trong khi đó, thì Tổng thống Biden lại tuyên bố rằng đã đến lúc cuộc chiến này phải kết thúc và cả hai bên nên ngừng bắn để giải thoát con tin. Rõ ràng rằng nguy cơ Israel kéo dài cuộc chiến chống lại Hamas sẽ vắt ngang qua cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nó sẽ khiến cho nỗ lực tái tranh cử của ông Biden đối mặt với rất nhiều rủi ro. Do đó, chính quyền ông Biden muốn giải quyết dứt điểm một trong hai vấn đề nhức nhối nhất trong nhiệm kỳ của ông, đó là cuộc chiến ở Ukraine và Gaza nếu như xung đột tại gaza kéo dài thì ông biden sẽ không chỉ đối mặt với nguy cơ đánh mất sự ủng hộ của cử tri gốc ả rập mà còn là cả người da màu người châu á và thêm nữa chính phủ cánh hữu của thủ tướng netanyahu vẫn luôn tỏ ra chống đối chính quyền biden minh chứng rõ nét nhất chính là việc tổng thống hoa kỳ đã nhiều lần cảnh báo thủ tướng netanyahu không tiến hành chiến dịch quân sự ở rafah nhưng mà cuối cùng thì israel vẫn phớt lờ cảnh báo này của washington và phát động cuộc tấn công ở đó có lẽ là thủ tướng Netanyahu đang đặt kỳ vọng cao hơn vào nhiệm kỳ của ông Trump và muốn Trump quay trở lại Nhà Trắng. Trên thực tế thì cả Netanyahu và Putin đều mong chờ Trump đắc cử, giống như là tờ Washington Post nhận định vào hôm 31 tháng 5. Do đó, dường như là chính quyền ông Biden đã chọn biện pháp an toàn hơn là ủng hộ Ukraine hơn là Israel. Vậy thì lệnh cho phép Ukraine tấn công hạn chế vào biên giới Nga sẽ thay đổi cục diện của hai bên như thế nào đây? cho phép Kiev tấn công biên giới Nga, bên nào thiệt hại hơn? Một giai đoạn mới sắp bắt đầu, Nga đang tấn công thành phố Vochansk thuộc Kharkov, vốn cũng là một điểm hậu cần và cũng là một nút đường sắt quan trọng với gần 20 tuyến đường sắt giao nhau. Khoảng một nửa trong số đó nối thẳng tới nước Nga. Nhiều khả năng là thành phố này sẽ sớm thất thủ và sẽ tạo ra một vùng đệm an toàn cho Nga, ít nhất là rộng vài chục km. Cuộc chiến này lửa tại Chasovya cũng đang trong giai đoạn cuối cùng, nếu như kiểm soát được Chasovya, Nga có thể sẽ đưa các thành phố chiến lược khác gần đó vào tầm bắn của pháo binh và biến nơi này thành một điểm tựa để mở ra những đợt tiến công sâu hơn. Dự báo, cuộc tấn công mùa hè của Nga sẽ nhắm vào thành phố Konstantinovka. Đây là một khu đô thị lớn che chắn cho hai thành phố vệ tinh Krasmatov và Slavyan. Mà hai thành phố này thì đều đang là mục tiêu cuối cùng trong chiến dịch của Nga ở Danes. Kiểm soát được chúng thì coi như là Nga đã kiểm soát được hoàn toàn Danes. Trước bối cảnh này, để cứu vãn tình thế thì phương Tây cho phép Kiev tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga. Mục tiêu chính của họ là củng cố vị thế của lực lượng Ukraine ở khu vực biên giới, bao gồm ở Kharkov và Sumy gần đó. Việc cho phép Ukraine tấn công biên giới Nga cũng đồng nghĩa là họ có thể sử dụng pháo phóng loạt và các hệ thống phòng không để bắn máy bay thả bom lượn ngay trên lãnh thổ của Nga. Từ đó, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ Nga phát động một cuộc tấn công từ vùng Sumy đồng thời ngăn chặn được bước tiến của quân Nga ở vùng Kharkov. Tuy nhiên, phương Tây chỉ cho phép Kiev sử dụng những vũ khí hạn chế như là pháo tự hành hay là tên lửa HIMARS trên một khu vực nhỏ của mặt trận, thì vẫn khó để có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến diễn biến cuộc chiến. Tức là, may ra thì nó có thể thay đổi được tình hình ở biên giới, chứ không thay đổi được toàn bộ cục diện chiến tuyến dài 1.000 cây số. Về phía Nga thì việc Kiev được phép sử dụng HIMARS hay là pháo phóng loạt MLRS ở khu vực biên giới sẽ làm phức tạp thêm tình hình nhưng mà khó có khả năng trở thành thảm họa đối với họ bởi vì người nga đã học được cách khắc chế dần những loại vũ khí này người nga sẽ chỉ gặp khó khăn nghiêm trọng hơn nếu như phương tây cho phép ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa có khả năng thọc sâu vào hậu phương của nga hàng trăm km do đó việc truyền thông phương tây rầm rộ đưa tin về chủ đề kiev được phép tấn công lãnh thổ nga là nhằm mục đích chính trị và truyền thông nhiều hơn so với hiệu quả thực tế vậy thì mục đích chính trị ở đây là gì thứ nhất đó là để thể hiện được sự ủng hộ không ngừng của phương tây đối với Ukraine, từ đó giữ vững được tinh thần và niềm tin chiến thắng của kiev trong bối cảnh quân đội của họ lâm vào tình thế khó khăn ở mặt trận và mất mát nhiều lãnh thổ hơn thứ hai là khơi dậy sự phẫn nộ của phe diều hầu tại nga khi mà phương tây leo thang không ngừng nhưng tổng thống putin vẫn không có phản ứng nào đáng kể thứ ba là việc leo thang dần dần sẽ giúp cho phe hiếu chiến ở phương tây chứng minh rằng không cần phải sợ các mối đe dọa từ Nga và từ đây thì thuyết phục được các quốc gia còn đang do dự, chẳng hạn như là Đức, cung cấp các loại tên lửa tầm xa Taurus cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Nhiệm vụ cuối cùng của phe hiếu chiến này là muốn chứng tỏ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ không dám tấn công hạt nhân. Nhưng mà cần phải lưu ý là tại Nga thì cũng có phe hiếu chiến và phe này cũng đang kêu gọi Điện Kremlin hãy chuyển từ lời nói sang hành động, đưa tối hậu thư cho phương Tây kèm theo đó là lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc một đòn đánh cảnh cáo rõ ràng đối với Ukraine hoặc thậm chí là tấn công một trong các nước châu Âu nhằm thể hiện ý chí nghiêm túc của Nga. Việc phương Tây leo thang đã mang đến cho phe cứng rắn Nga những lập luận mới và họ muốn tấn công phủ đầu hạt nhân vào Kiev. Tuy rằng những quan điểm này sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến điện Kremlin, nhưng mà mỗi bước leo thang mới của phương Tây sẽ khiến cho số lượng những người hiếu chiến ngày một tăng lên. Hơn nữa, Tổng thống Putin và phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thường xuyên nói rõ rằng lựa chọn hạt nhân là phương án có thể sẽ phải áp dụng. Vấn đề mấu chốt là cả hai phe hiếu chiến ở Nga lẫn phương Tây đều có thể có tính toán sai lầm. Những người hiếu chiến ở phương Tây cho rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả sự can dự ngày càng tăng của NATO, trong khi phe cứng rắn ở Nga thì tin rằng phương Tây sẽ không dám đối đầu hạt nhân với Nga. Tuy nhiên thì cả hai giả định này đều đầy rủi ro nếu không muốn nói là sai vì sao lại nói cả hai giả định này đều sai chúng ta cần phải lưu ý là các quan chức nato từng khẳng định nga sẽ không dám tấn công ukraine để tránh đối đầu với phương tây nhưng mà rõ ràng là họ đã tính toán sai và hiện tại thì cuộc chiến này đang diễn ra do đó việc phương tây nghĩ nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng là một kiểu đếm cua trong lỗ trong khi mới đây thì tổng thống nga nói rằng các nước châu âu có mật độ dân số rất cao đều nằm trong phạm vi bao phủ của vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga. Đây không phải là sự đe dọa hay là một trò lừa bịp hạt nhân, mà tình hình lúc này thực sự đang rất nguy hiểm. Chỉ có đàm phán thì mới có thể ngăn chặn được viễn cảnh đó, nhưng mà không có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Guardian, hôm 31 tháng 5, tổng thống Zelensky một lần nữa bác bỏ các cuộc đàm phán với Nga và gọi đàm phán lúc này là không thực tế. Ông Zelensky tin rằng, một thỏa thuận hòa bình sẽ là một cái bẫy vì Putin sẽ phá vỡ bất kỳ một thỏa thuận nào và không thể tin cậy được. Còn về phía Nga thì ông Putin nói rằng sau ngày 20 tháng 5, Tổng thống Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp, do đó sẽ không ích gì khi đàm phán về ông ta. Như vậy là một lần nữa chúng ta đã nhìn thấy được tình cảnh bế tắc trong cuộc chiến này. Nhưng mà biết đâu đó, một bước ngoặt có thể xuất hiện ngay tại thời điểm u tối nhất để tạo ra lối thoát cho tất cả các bên. Và rất có thể bước ngoặt đó sẽ đến vào tháng 11 này. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo